giáo sư có thể cho khán giả được biết nguyên nhân gây nên tình trạng vô sinh ở nam là gì ạ? Về vấn đề nguyên nhân gây vô sinh thì nam giới nó có những cái nguyên nhân mà chúng ta thấy rất rõ như thế này. Thứ nhất là nguyên nhân về sinh học, tức là sự phát triển thể chất của một người nam giới. Thế thì đúng là bình thường ra thì ai cũng như ai. Thế nhưng vì trong quá trình từ lúc thụ thai đấy, của người bố, người mẹ thụ thai ra cái bào thai mà bắt đầu phát triển trong tử cung của người mẹ, nếu không được chăm sóc tốt ngay từ đầu cho bào thai đó, hay nói rõ hơn, tức là bà mẹ không đi khám thai, không được dùng những cái vi chất bổ sung cần thiết cho bào thai, hay nói cách khác đi, cho đứa trẻ từ khi ra đời và lớn lên sau này, thì sẽ rất dễ đưa đến tình trạng là không bình thường của những đứa trẻ. Tôi nói nhẹ nhất thôi, tức là trẻ sẽ là nhẹ cân, đẻ non này, kém phát triển thể chất. Rồi từ khi nguyên nhân ấy thì khi bắt đầu nó lớn lên thì nó sẽ kém phát triển cả về trí tuệ và khả năng tốt phát triển năng lực của một con người. Cái thứ hai là rất có thể hỏng cái thai, thai không phát triển nữa, rồi cứ nhỏ đi, teo đi và ngừng phát triển ở trong tử cung của mẹ. Đấy. Thế rồi nếu có phát triển tiếp thì đẻ ra là trẻ suy dinh dưỡng, có những dị dạng cả hình thể bên ngoài hoặc đưa đến những cái biến dạng bất thường nội tạng từ tim, phổi, gan, lách là có thể quản lý ngay từ khi ra đời. Và cuối cùng nữa, tức là có những trẻ bất bình thường cả về hình thái học, ví dụ như não to, đầu to, não ung thư. Thế rồi thì thiếu phụ tạng, ví dụ tim 4 buồng thì chỉ có 2 buồng thôi, thế là không được phân chia, hay là 1 quả thận thôi, người ta thường thường phải 2 quả thận, tinh hoàn nó phải 2 là chỉ có 1. Thế tôi ví dụ như thế. Hay người phụ nữ đấy thì lại 2 buồng trứng thì chỉ có 1 hoặc không có buồng trứng, không có tử cung, không có con gì đâu, vẫn có thể xảy ra. Và hình thái tay chân đấy, có khi là ngón nó đã bất thường, có thể chi ngắn chi dài, và về hình dạng, tất cả những cái đó đều là có thể ảnh hưởng đến cái phát triển thể chất và toàn diện của một con người kể từ khi bắt đầu thụ thai. Cho nên là rất quan trọng trong cái chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ là như thế. Vấn đề thứ hai nữa là về cái chị vừa hỏi, tức là về cái nguyên nhân mà đấy, cái nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân chăm sóc tài sản từ khi thụ thai. Cái nguyên nhân thứ hai là đời sống của đứa trẻ từ khi ra đời. Ví dụ không được bú sữa mẹ đấy. Đấy. Có những bà mẹ thì đúng là như thế, sợ mà, xấu vú đấy là một. Cái thứ hai là cho con ăn sam ngay, mà cái đấy không gọi là sam được, mà là dùng sữa thay thế. Thì đấy, trừ những đứa trẻ mà mẹ bị bệnh mà bác sĩ chống chỉ định, ví dụ mẹ suy tim không thì cho con bú, và mẹ bị viêm gan B đấy, những bệnh lây nhiễm lao phổi thì phải thay thế sữa khác, mà đa số là có cái bệnh viện bạn hữu hay ta nói đi là phải xin sữa của những người bà mẹ khác, ít nhất nó được bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu đấy. Thế thì đấy nó mới đủ cái kháng thể cho đứa trẻ để tự mình sinh ra những yếu tố miễn dịch và phát triển lên thành con người tốt. Thế cho nên đấy là một cái điều, một cái nguyên nhân mà rất rõ là đưa đến đứa trẻ không bình thường. Rồi sau khi nó phát triển lên dễ bị ốm đau què quặt, dễ bị bệnh thật đấy, và suy dinh dưỡng. Và đặc biệt nhất là quá trình phát triển sau này nó cũng không bình thường như những đứa trẻ khác là có thể xảy ra. Đấy là cái điều mà tôi cho rằng rất cần thiết để cho người phụ nữ phải chú ý khi mà bắt đầu mang thai cho đến khi sinh đẻ, và sau sinh đã cho con bú ít nhất là 6 đến 12 tháng hoặc hơn. Đấy. Đấy là những yếu tố mà tôi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái phát triển thể chất của cái thế hệ sau,
khi mà những bố và mẹ sinh ra mà không đủ điều kiện để sinh cho đứa trẻ được bình thường.